Thiểu năng tuần hoàn não, hay còn gọi là thiếu máu não, được coi là một trong những bệnh lý khá là nguy hiểm hiện nay. Nếu không chữa trị dứt điểm và không có những phương pháp hỗ trợ kịp thời, lâu ngày có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nhồi máu não. Đột quỵ, nhưng đa phần người bệnh lại hay chủ quan không điều trị vì cho rằng có thể mình chỉ bị đau đầu nhẹ hay chóng mặt do căng thẳng mệt mỏi thông thường vậy phải làm sao để giải quyết những vấn đề trên hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với bạn sản phẩm neuroviden giúp xóa bỏ nỗi lo thiểu năng tuần hoàn não thông tin chi tiết về sản phẩm neuroviden nguồn gốc xuất xứ neuroviden sản phẩm neuroviden được nghiên cứu và phát triển bởi công ty dr vin đây là công ty của mỹ và là một trong những đơn vị đứng hàng đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho não bộ giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện sức khỏe não bộ tại Việt Nam, sản phẩm Neuroviden được công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và Thương mại Phương Đông sản xuất với bản quyền mua của công ty Dr. Vin. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nhập khẩu từ Mỹ và đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế. Thành phần, sản phẩm Neuroviden có thành phần 100% từ tự nhiên với nguyên liệu là các loại thảo dược quý bao gồm rau đắng biển rau má cao bạch quả và cao hồng sâm tác dụng của từng thành phần này đối với người dùng cụ thể như sau rau đắng biển rau đắng biển có tác dụng quan trọng trong việc hỗ trợ tế bào thần kinh thoái hóa bằng cách tăng cường các hoạt động của cai nây tăng tổng hợp từ tế bào thần kinh phục hồi hoạt động sơn áp tích và tăng dẫn truyền xung động các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng rau đắng biển có bốn tác dụng chính gồm tăng trí nhớ giảm lo âu, mệt mỏi, căng thẳng, giúp tỉnh táo và tăng tuần hoàn não và chống oxy hóa. Ngoài ra, rau đắng biển còn có tác dụng tăng cường trí nhớ và tăng cường lưu thông máu. Rau má, rau má có chứa các thành phần như hợp chất polyacetylene, tinh dầu triterpen, steroid, beta sitosterol, stigmasterol, campesterol, flavonoid kaempferol. Của Satan giúp cải thiện trí nhớ, giảm stress, rối loạn tuần hoàn não, huyết áp cao đồng thời hỗ trợ và điều trị các triệu chứng mất ngủ thường ngày. Cao bạch quả trong nhân bạch quả chứa các thành phần như protein, chất béo, tinh bột, đường. Vỏ cây bạch quả chứa axit ginkolic, bilobon và gino, đặc biệt lá bạch quả chứa hai nhóm hoạt chất bao gồm các hợp chất flavonoid và các hợp chất terpen làm tăng tuần hoàn động mạch ở chi và đầu. Bình thường hóa tính thấm của mao mạch trong trứng phù nề tự phát tăng lưu lượng máu đến não tăng chuyển hóa năng lượng của tế bào và bình thường hóa sự tiêu thụ oxy ở não, do đó lá bạch quả dùng làm thuốc giúp tăng trí nhớ. Dùng điều trị Alzheimer cho người lớn tuổi vô cùng hiệu quả cao hồng sâm, cao hồng sâm với thành phần là tinh chất nhân sâm quý giá chứa hơn 34 loại saponin. Ginsenoside, polyphenol, mô tổ cùng 15 yếu tố vi lượng cần thiết cho sức khỏe con người làm giảm căng thẳng stress góp phần tăng cường sự hoạt động của não bộ tăng khả năng tập trung tăng năng suất làm việc và cải thiện trí nhớ rau đắng biển rau má cao bạch quả cao hồng sâm tại sao nên lựa chọn sản phẩm neuroviden sản phẩm giúp tăng lượng máu tuần hoàn lên não nhờ đó ngăn ngừa tình trạng thiếu máu não sản phẩm có tác dụng hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng đau đầu mệt mỏi và suy nhược thần kinh sản phẩm giúp cải thiện và tăng cường trí nhớ đặc biệt có khả năng ngừa ngừa và hỗ trợ chứng thiểu năng Sản phẩm giúp người dùng cảm thấy bất mệt mỏi, khó chịu, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn. Giảm được căng thẳng, sản phẩm có tác dụng bổ sung các dưỡng chất tự nhiên cần thiết cho não bộ. Nhờ đó mang lại hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe cho cơ thể, sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả các chứng bệnh như đau nửa đầu. Đau đầu và rối loạn tiền đình, ưu điểm của sản phẩm Neuroviden, sản phẩm được sản xuất từ thành phần 100% tự nhiên bao gồm các dược liệu quý nhờ đó mang đến hiệu quả và an toàn cho người sử dụng sản phẩm đã được kiểm nghiệm thực tế đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm không gây ra bất kỳ tác dụng phụ hay ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến sản phẩm đã được bộ y tế chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành các thông tin về sản phẩm bao gồm thành phần công dụng cách sử dụng đều được ghi rõ ràng trên bao bì sản phẩm đối tượng sử dụng sản phẩm Neuroviden, sản phẩm Neuroviden thích hợp sử dụng cho những đối tượng sau đây. Người bị thiểu năng tuần hoàn não với biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy nhược thần kinh. Mất ngủ, hội chứng rối loạn tiền đình, người mắc triệu chứng suy giảm trí nhớ, những người nhân viên văn phòng hoạt động trí não nhiều khi làm việc. Phụ nữ sau sinh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên muốn tăng khả năng học tập, giảm thiểu áp lực mệt mỏi và cải thiện khả năng ghi nhớ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm Neuroviden, người lớn. Sản phẩm sử dụng uống 2 lần trên ngày ngày, mỗi lần một viên, nên uống vào 30 phút trước bữa ăn. Lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng sản phẩm, đọc kỹ cách sử dụng và các thành phần có trong thuốc. Không nên thức quá khuya, nên ngủ đủ 8 tiếng trên ngày để thuốc phát huy hết công hiệu, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao thể trạng tốt hơn luôn tạo tâm lý thoải mái đặc biệt hạn chế căng thẳng stress suy nghĩ nhiều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ăn uống điều độ, hạn chế đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh có hại đến sức khỏe, sau khi hoàn thành liệu trình sản phẩm Neuroviden sẽ đem lại những hiệu quả gì cho người sử dụng? Sản phẩm giúp ngăn ngừa tình trạng mất trí nhớ ở người cao tuổi, giúp họ trở nên minh mẫn hơn. Nhớ lâu hơn, sản phẩm phòng ngừa đột quỵ và tình trạng tai biến mạch máu não cho người bị các bệnh như tiểu đường hoặc tim mạch sản phẩm góp phần tăng cường khả năng hệ miễn dịch cho não giúp giảm mệt mỏi căng thẳng cho cơ thể sản phẩm bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho não bộ giúp tinh thần luôn thoải mái vui vẻ cải thiện tình trạng suy nhược thần kinh sản phẩm giúp tăng cường điều hòa lưu thông tuần hoàn máu não neuroviden giá bao nhiêu neuroviden là sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử dụng hiện nay sản phẩm neuroviden đang được bán với giá siêu khuyến mại và vô cùng hấp dẫn một hộp Neuroviden có giá cũ là 980.000 đồng một hộp, nay chỉ còn 490.000 đồng một hộp, nhanh tay đặt mua ngay hôm nay để được hưởng giá bán ưu đãi tuyệt vời này nhé.